Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn thu thập nguyên liệu để nâng cấp kiếm rèn Goku lên cộng 1. Đầu tiên thì trước hết các bạn có được thanh kiếm rèn Goku đã. Cách lấy thì mình để dưới phần mô tả nhé. Ở đây thợ rèn yêu cầu 8 răng nanh, 20 magma, 15 sát vụn. Vậy làm thế nào để sở hữu các nguyên liệu này thì các bạn theo mình qua các địa điểm sau đây. Răng nanh thì các bạn qua đảo nghĩa địa đánh bại ma ca rồng để thu thập. Sắt bộ thì kiếm tại đảo hòa băng bãi quái phía bên trái nhà máy. Magma thì toàn bộ quái ở phần hỏa của đảo hỏa băng nhé. Rồi, thì sau khi thu thập đủ thì chỉ còn việc duy nhất là nâng cấp thôi. Chương trình của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Đừng quên like và đăng ký ủng hộ kênh mình nhé.